Chào mừng các cô bạn đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Phở xào giòn là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. À, thay vì ăn phở xào mềm mà nó cứ mềm mềm rồi thì chúng ta sẽ đổi khẩu vị bằng phở xào giòn. Ăn nó giòn giòn rồi là nó có nhiều cái thanh âm. Xong là cái sốt nó lại ngấm vào cái xào giòn nữa, ăn rất là ngon, rất là thú vị. Và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh giới thiệu đến các cụ mợ món ăn này như là một cái gợi ý cho các cụ mợ ngày cuối tuần ấy. Khi mà các cụ mợ mà mệt mỏi với công cuộc làm bếp thì các cụ mợ có thể chế biến cho những người thân trong gia đình những món ăn mà vừa đơn giản mà lại còn đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này. Mời các cụ mợ đón xem cái món phở xào giòn của cháu hướng dẫn nhé. Để làm được món phở xào giòn ngày hôm nay thì dĩ nhiên nhà cháu cần bánh phở rồi các cụ mợ. Bánh phở này thì chúng ta mua cái bánh phở mà người ta đã thái sẵn rồi như này này. Thì một cái đĩa phở xào giòn chúng ta sẽ sử dụng từ 300 cho đến 350 gram phở các cụ mợ nhá. Đấy, để chúng ta sẽ chiên giòn nó lên thì gọi là phở xào giòn. Đấy. Và đi kèm với nó thì chúng ta sẽ cần có 150 gram thịt bò thăn. Ở ngoài hàng ấy thì thường người ta chở cho các cụ mợ là 80g đến 100g hoặc 120g thôi. Nhưng mà chúng ta làm ở nhà thì các cụ mợ cứ định lượng cho cháu một đĩa khoảng độ 150g các cụ mợ nhé. Sau đó là chúng ta sẽ cần có 300g rau cải chít các cụ mợ nhé. 300g rau cải chít như thế này này. Nếu các cụ mợ không có rau cải chít này thì các cụ mợ có thể thay thế bằng cải ngọt cũng được. Và cái rau cải chít này các cụ mợ mua về nhặt rửa sạch từng bẹ ra cho cháu như này. Rửa cái vòi nước chảy khoảng độ 3 đến 4 nước và để ráo như thế này là ngon rồi. Đấy. Và tiếp đó là cháu cần có một củ phần tư củ hành tây. Cháu xào cho một đĩa thôi các cụ mợ nhé, chứ không phải là định lượng cho nhiều đâu. Mà nhà các cụ mợ nào mà 3 người, 4 người hay là 6 người các cụ mợ nhân định lượng lên. Đấy, để cho nó dư ra một tí ăn đỡ thòm thèm. Và cháu cần có 30g tỏi các cụ mợ nhé. 30g tỏi củ như này này. Để tí nữa chúng ta sẽ băm nhỏ xong rồi chúng ta sẽ để xào phở. Và dĩ nhiên rồi cháu còn có một quả ớt cay để ăn kèm với phở xào và một miếng chanh như này. Ai thích ăn chua thêm thì sẽ vắt vào trong cái sốt phở ấy khi mà chúng ta bày ra đĩa ấy. Đấy, chỉ như thế thôi. À, cháu xin lỗi, chưa hết được. Có một chút bột năng. Cái phở này nó khác cái phở mềm ở chỗ là cái nước khi mà chúng ta xào rau chúng ta phải cho thêm nước vào để làm gì các cụ mợ biết không? Để cho nó có thành một cái hỗn hợp sốt. Để tí nữa chúng ta xuống một chút bột năng này cho nó sánh, cho nó sánh cái nước sốt đó. Để khi mà chúng ta rán lên phở ấy thì nó có cái nước sốt nó đậm đà, nó ngấm vào cái bánh phở xào giòn. Tại vì sợ cái bánh phở xào giòn thì nhiều người sẽ thấy cứng. Thế nên chúng ta có cái nước sốt chúng ta sẽ chan vào, nó sẽ làm trung hòa cái phần giòn của cái bánh phở. Nó rất là ngon và nó rất là ngấm. Và đi kèm nó cho cháu cần có một chút rau mùi. Để tí nữa chúng ta sẽ trang trí lên trên món phở. Và món phở này thì nguyên liệu đã đầy đủ như này rồi, nhưng mà cái gia vị của nó thì chúng ta sẽ cần có một chút bột canh này, một chút hạt nêm này, một chút mì chính này, một chút hạt tiêu này, nước mắm và dầu ăn các cụ mợ nhá. Đấy. À, một chút muối tinh nữa để chúng ta trần rau. Đấy, nguyên liệu nó chỉ có như thế thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chế biến các cụ mợ nhá. Các cụ mợ ơi, đầu tiên là hành tây nhé. Các cụ mợ sơ chế sạch cho cháu bỏ hai đầu này. Đấy, 1/4 củ cho một đĩa thôi nhé các cụ mợ nhé. Rồi các cụ mợ cắt cho cháu lát bổ cau ấy 0,5cm. Đấy, cái nào mà nó còn bị lồng vào nhau thì các cụ mợ tẽ ra cho cháu nhé. Đấy, đây này. Đây này, nó còn lồng vào nhau ở cái phần cuống này này. Các cụ mợ tẽ ra để khi xào cho nó đảm bảo là phân bố hài hòa với cả rau cải ấy, thì nó sẽ ngon. À, các loại rau này thì các cụ mợ có thể tùy chỉnh tùy thích nhé. Không thích rau cải chip thì rau cải ngọt, hoặc là các cụ mợ có thể làm bằng cái chân tẩy sợi ấy. Giả dụ như là cà rốt này, củ đậu này, đậu hòa lan này, nấm hương vân vân. Thậm chí cả nấm kim châm, nấm đùi gà được hết, không sao ạ. Miễn là các cụ mợ thích ăn loại rau nào thì cho đấy. Nhà cháu hướng dẫn chỉ là cái cơ bản thôi. Đến cái cải chip thì sau khi mà rửa sạch, các cụ mợ lấy con dao nhé, các cụ mợ cắt đôi cho cháu như này này, theo chiều dọc như này này. Cái lá cái cải chip này mà lá nó dài thì các cụ mợ sẽ cắt ngọn riêng. À, lá riêng, cuộn riêng cho cháu, nhưng mà vì nó ngắn như này, có 10 phân như này thôi, nên các cụ mợ chỉ cần chẻ đôi cho cháu để tí nữa chúng ta trần cho nó mềm nhanh để chúng ta xào.
Rồi các cụ mợ ơi, chanh bổ miếng và ớt thái lát chéo như này, để tí nữa chúng ta sẽ ăn kèm với cả xì dầu nhé. Bát xì dầu ớt với cả chanh như này. Thật ra thì mấy ai ăn chanh đâu, nhưng mà chúng ta cứ bày vào đấy để ai có khẩu vị ăn chua ấy, người ta sẽ vắt thêm vào. Và ớt này cho vào bát xì dầu để ăn kèm với phở các cụ mợ nhá. Đấy là xong, bây giờ chúng ta sẽ băm tỏi các cụ mợ nhá. Tỏi chúng ta băm nhỏ vừa để xào, tí nữa xào rau và xào thịt bò các cụ mợ nhá. Cái món này thì chúng ta sẽ phải chiên, dán bánh phở lên cho nó giòn, xong bắt đầu để riêng ra. Xong bắt đầu chúng ta sẽ xào bò và xào rau, xong là đổ dội lên trên thôi ạ. Các cụ mợ ơi, vì cái phở xào giòn của chúng ta nó có cái phần sốt sánh ý, nên ở đây cháu sẽ sử dụng 10g bột năng các cụ mợ nhá, và đi với cả 20g nước lã. Chúng ta sẽ hòa tan nó như thế này này, để tí nữa chúng ta sẽ xuống cái sốt ở trong cái món xào ấy cho nó sánh, để chúng ta dội lên trên phở các cụ mợ nhá. Đây cháu đã pha xong rồi như này, để riêng ra đây. Và bây giờ chúng ta sẽ thái thịt nhé các cụ mợ nhá. Thịt bò khi mà các cụ mợ mua về, các cụ mợ sơ chế sạch cho cháu. Và bò ở đây thì các cụ mợ chọn cho cháu là cái bò thăn ấy nhá, hoặc là bò mông đều được, nhưng bò thăn thì nó sẽ mềm hơn. Và chúng ta sẽ thái mỏng ngang thớ các cụ mợ nhá. Bản thật to bản, mỏng ngang thớ. Với 150g thịt bò như này thì nhà cháu sẽ ướp vào đây khoảng nửa thìa cà phê hạt nêm nhé cô mợ nhé. Nó tương ứng với 1g đấy ạ. Vậy nhà cháu đã nói rồi, thịt bò là cái loại thịt đỏ nó cũng đã đậm đà rồi, nên là không cần ướp nhiều gia vị đâu ạ. Chúng ta sẽ ướp vào đây nửa thìa cà phê mì chính nhé các cụ mợ nhá, 1g nhá. Nửa thìa cà phê tiêu cũng 1g, và một thìa cà phê nước mắm các cụ mợ nhá. Nếu các cụ mợ nào không phải team của hạt nêm với mì chính thì các cụ mợ cho cháu khoảng độ hơn một thìa cà phê nước mắm thôi cũng được. Đấy thì thôi, đấy là vừa rồi. Rồi chúng ta sẽ đảo đều nó lên các cụ mợ nhé, để ngấm từ 10 đến 15 phút, tại vì thịt bò nó là một loại thực phẩm nhanh ngấm mà. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ trần rau nhé. Trần rau cải ở đây để cho mục đích là cho nó xanh rau và nó chín nhanh các cụ mợ. Các cụ mợ cho cháu vào đây một thìa cà phê muối tinh tương ứng với 2g đấy ạ. Xong cụ mợ cho cháu hết cái phần rau vào, chúng ta trần sôi lại là chúng ta sẽ vớt ra luôn. Đấy. Và các cụ mợ nhớ là trần to lửa cho cháu nhé. Còn nếu mà cái rau cải của các cụ mợ mà nó to quá, nó dài quá thì các cụ mợ trần cuộng riêng, lá riêng cho cháu. Đấy. Còn không thì thôi, trần như này. Rồi các cụ mợ ơi, khi mà rau sôi thì các cụ mợ đảo lại cho cháu nhé. Đảo đi đảo lại 2-3 lần xong bắt đầu chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh luôn. Đấy. Rồi. Bây chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh luôn nhé các cụ mợ nhá. Nước lạnh có đá nhá, để cho nó làm lạnh đột ngột đi. Thịt rau nó sẽ xanh. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ đặt dầu nóng nhá. Xong là chúng ta sẽ cho bánh phở vào chiên vàng lên các cụ mợ nhá. Chiên cho nó giòn lên. Và ở đây cháu dùng khoảng độ 300g bánh phở các cụ mợ nhá. Ta cứ dán vàng, thật vàng một mặt, xong bắt đầu chúng ta lật lại. Đấy, để cho nó đảm bảo nó ráo dầu. Rồi các cụ mợ ơi, khi chúng ta kiểm tra nó hơi hanh hanh vàng ở phần dưới nhá, chúng ta phải lật ngay nhá các cụ mợ nhá. Đấy. Đấy, các cụ mợ lật như thế cho cháu. Xong là cũng để dán vàng vàng hẳn lên luôn. Rồi các cụ mợ ơi, đây nhá, sợi phở của cháu nó vàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra cái rổ có cái giấy thấm dầu cho nó hút hết dầu đi nhá các cụ mợ nhá. Tí chúng ta sẽ bày ra đĩa. Đấy, nó giòn cần cực như này rồi đấy. Đấy 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 là được rồi. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta đã chiên xong bánh phở rồi nhá. Bây giờ chúng ta đến xào thịt bò nhá. Các cụ mợ cho nhà cháu 2 thìa canh dầu ăn vào chảo nhá. Các cụ mợ láng chảo cho cháu. Đấy, láng chảo rồi. Các cụ mợ cho cháu nửa phần chỗ phần tỏi băm vào đây nhá, phi vàng nó lên. Phi vừa lửa thôi các cụ mợ nhá, để cho tỏi nó vàng và nó không bị cháy. Các cụ mợ ơi,
Bây giờ tỏi vàng bắt đầu hanh hanh vàng này nhá, chúng ta sẽ đổ thịt bò vào xào, và các cụ mợ nhớ là xào lửa to cho cháu nhá. Lửa thật to. Đấy. Cái thịt bò này chúng ta cũng xào chín tới thôi các cụ mợ nhá. Chín tới khoảng 80% thôi. Chín tới như này thôi nhá, chúng ta sẽ cho ra đĩa luôn các cụ mợ nhá. Đây, chúng ta sẽ cho cái đĩa mà chúng ta vừa ướp ý, để đỡ phải rửa lại nhiều. Cho cháu lại hai tiếp hai thìa canh dầu ăn vào tiếp nhá, vào chảo nhá. Phi thơm nốt số tỏi còn lại. Đảo vàng nó lên các cụ mợ nhá. Rồi hành hành vàng chúng ta sẽ cho hành tây vào nhá. Xong bật to lửa để chúng ta xào nhá. Hành tây vào giống xào đầu tiên. Cái hành tây mà chúng ta sẽ xào đảo đầu như này, nó đang tác dụng của nóng của bếp, của chảo bếp này, của tỏi, của dầu ăn này, của nhiệt độ này, thì cái hành tây nó phát tác cái tinh dầu rất nhanh, rất thơm, nó không bị hôi nữa, nó không bị hôi nữa. Rồi đấy, chúng ta sẽ đảo săn như này, xong các cụ mỡ cho cháu rau cải vào luôn nhá. Rau cải đã trần đấy, vào đảo cùng luôn. Đấy, các cụ mỡ xóc chảo đi tí. Bây giờ chúng ta sẽ cho khoảng độ 50ml nước vào đây các cụ mỡ nhá. Rồi các cụ mỡ ơi, chúng ta chan nước bò vào luôn nhá. Chan nước bò vào cùng với cả cải luôn này. Đấy. Các cụ mợ cho cháu vào đây một nửa thìa cà phê gia vị nhá, hay còn gọi là bột canh ý, tức là 1g gia vị một. Đấy. Nếu các cụ mợ là không có gia vị thì các cụ mợ dùng muối tinh nhá. Một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê mì chính và một thìa cà phê nước mắm ngon các cụ mợ nhá. Sau chúng ta lại đảo lên tiếp. Rồi chúng ta sẽ đảo lên nhá, đảo cho đều cái gia vị này lên này. Đấy. Bây giờ nhá, các cụ mợ cho cháu thịt bò vào xào tiếp này. Đấy, xào tiếp cho nó chín cùng với cả cái rau này nhá các cụ mợ nhá. Và các cụ mợ nhớ là lửa to cho cháu nhá. Vẫn lửa to cho nhà cháu nhá. Đấy, nó phải nước nước như này này. Thịt bò rất là nhanh chín nên là các cụ mợ chỉ để cho nó sôi sôi khoảng độ 1-2 phút thôi. Thật ra có cái bếp ga công nghiệp thì nó rất là dễ, nhưng mà bây giờ chúng ta không có bếp ga công nghiệp, chúng ta xào nhà mà. Nên là thôi đành phải chấp nhận. Đảo đều lại cái bột năng mà chúng ta vừa hòa với nước lúc nãy. Xong bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta cho từ từ vào trong chảo nhá các cụ mợ nhá. Đây, nhà cháu sẽ cho vào này. Một chút, đấy, rồi. Xong chúng ta đảo xem là nó sền sệt chưa nhá. Đảo sền sệt rồi đấy. Thôi thế thôi. Chỉ khoảng 2 thìa thôi các cụ mợ nhá, rồi tắt bếp cho ra luôn. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần rau với thịt bò lên trên phở đã chiên nhá. Đấy, các cụ mợ nhìn thế này. Đấy, chúng ta sẽ cho lên. Và múc cả cái sốt để dội lên trên luôn nhá các cụ mợ nhá, cái sốt sền sệt này. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ chan sốt lên trên nhá. Đấy, chan cái sốt sánh sánh này này. Nó sẽ ngấm xuống phở rất là ngon luôn. Đấy, rồi. Cho một chút hạt tiêu lên trên này đã cho nó ngon. Bây giờ chúng ta sẽ đề co với cả một chút ớt thái chỉ và một chút rau mùi các cụ mợ nhé. Và nhà cháu đã hoàn thành xong món phở xào giòn đấy các cụ mợ. Yêu cầu kỹ thuật thứ nhất là bánh phở nó phải giòn và nó phải tơi, nhưng mà vì ngày hôm nay ấy, nhà cháu dán trên cái bếp hồng ngoại ấy, thì nó không tơi được mấy như là chúng ta dán trên cái bếp ga công nghiệp mà cái nhiệt to ấy. Thế nên là cũng không sao đâu các cụ mợ, nó giòn là được và nó sẽ ngấm vào cái này, gia vị này là nó ngấm vào cái sốt này là được. Và các nguyên liệu thì phân bố hài hòa, rau chín tới, hành chín tới và thịt bò cũng chín tới, vị vừa ăn và mùi thơm đặc trưng của các loại nguyên liệu. Đấy chính là cái yêu cầu kỹ thuật của món phở trên phòng mà khi nhà cháu hướng dẫn các cụ mợ ở nhà làm ấy, thì nó phải đạt được những yêu cầu như vậy mới tạm gọi là thành công. Nếu các cụ mợ thích clip này phở trên phòng của nhà cháu thì các cụ mợ làm ơn các cụ mợ chia sẻ kênh, chia sẻ cái video này cho nhiều người biết đến các cụ mợ nhé. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.